Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những câu chuyện kinh dị xung quanh căn biệt thự nhà họ Lâm số 37 ở Thượng Hải. Vào năm 1956, có một cuộc gọi nặc danh đến đồn cảnh sát để báo án. Sau đó thì một số cảnh sát hình sự đã được điều động đến tham sát một ngôi biệt thự cổ được mệnh danh là ngôi nhà cổ kỳ lạ nhất Thượng Hải, biệt thự nhà họ Lâm số 37. Câu chuyện kể rằng trong ngôi nhà cổ này có một vũng máu lớn và dày biến mất cùng với chủ nhân của ngôi nhà, và rồi người duy nhất biết được sự việc cũng chết đột ngột không rõ lý do khi bị bắt tạm giam ở trong tù. Rốt cuộc thì có bao nhiêu bí mật được chôn giấu bên trong ngôi biệt thự nhà họ Lâm bí ẩn này? Câu chuyện ly kỳ xung quanh căn biệt thự ma ám số 37 ở Thượng Hải. Người bất tử liệu có thật? Chào mừng các bạn đã đến với tập kể chuyện kinh dị của series Tô Mì Gói Nửa Đêm trên kênh YouTube Hỷ Khí Dương Dương. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một câu chuyện truyền thuyết đô thị được mệnh danh là một trong 10 sự kiện siêu nhiên rùng rợn nhất Trung Quốc. Đó là một ngôi nhà cổ có âm khí mạnh nhất Thượng Hải. Nghe nói rất nhiều người biết chuyện và buổi tối đều không ai dám nhắc đến nơi này, chứ đừng nói chi là đến việc đi ngang qua nó. Cho dù nơi mình muốn đến phải đi ngang qua đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chọn đi đường vòng. Nhưng trên thực tế lại có rất nhiều thông tin khác nhau về ngôi biệt thự nhà họ Lâm số 37 này được lan truyền trên Internet. Có một viên cảnh sát đã nghỉ hưu và một số người dân sinh sống xung quanh như là hàng xóm lúc ấy đều khăng khăng khẳng định rằng đây là câu chuyện ly kỳ có thật đã xảy ra, một vụ án bí mật chưa có lời giải đáp. Nhưng cũng không ít số đông thì lại cho rằng đây chỉ là câu chuyện không có thật trong cuốn tiểu thuyết mà thôi. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ly kỳ của căn biệt thự nhà họ Lâm rùng rợn nhất Thượng Hải này nhé. Thượng Hải, Trung Quốc, năm 1956. Vào năm 1956, trên một con đường tên là Wu Ning ở Thượng Hải. Lúc đó thì nó chưa có được sầm uất và nhộn nhịp với những tòa nhà cao chót vót như bây giờ. Khi đó hai bên đường toàn là đất nông nghiệp, một số trang trại và một số nhà kho và xưởng. Dân cư thì thưa thớt, cơ bản là ít có người dân nào đi qua đó, đặc biệt là vào ban đêm. Vào năm đó thì có một thanh niên vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát. Anh ấy được phân công đến đồn cảnh sát ở cơ sở này để đảm nhiệm công việc cảnh sát hình sự. Và đây cũng là bắt đầu câu chuyện của viên cảnh sát nghỉ hưu mà lúc đầu mình có đề cập. Những gì xảy ra đều là những gì anh ấy đã trải qua vào thời điểm đó. Và bây giờ mình sẽ gọi anh cảnh sát này là anh chàng cảnh sát trẻ. Và một đêm nọ thì anh chàng cảnh sát trẻ này đang trực ca đêm. Vào lúc rạng sáng thì điện thoại ở đồn cảnh sát đột nhiên reo lên. Anh cảnh sát trẻ này nhanh chóng bắt máy. Trong điện thoại vang lên tiếng thở hổn hển, xung quanh có rất là nhiều tiếng ồn. Một giọng nói không phải nam cũng không phải nữ thều thào nói với anh cảnh sát trẻ rằng: "Tôi đã giết người, tôi gọi để tự thú." Lúc đó, điện thoại riêng rất là hiếm, thường chỉ có thể sử dụng ở trong nhà máy, công ty hoặc là buồng điện thoại công cộng mà thôi. Anh cảnh sát trẻ lúc đó hỏi người trình báo đang ở đâu, thì người đó mới nói mình đang ở một khu dân cư, cách đồn cảnh sát 3 con đường. Sau khi có được địa chỉ thì anh chàng cảnh sát trẻ này mới cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã báo lại cho cấp trên. Khi họ đến nơi thì trời tối đen như mực và xung quanh cũng không nghe thấy bất kỳ là âm thanh nào. Lúc này thì có một viên cảnh sát lớn tuổi đi cùng hỏi anh chàng cảnh sát trẻ là nơi nào có án mạng xảy ra. Thì anh cảnh sát trẻ run rẩy và trả lời rằng đó là biệt thự nhà họ Lâm số 37. Họ bật đèn pin soi xung quanh, phát hiện ra ngôi nhà số 37 này là một căn biệt thự 2 tầng được xây bằng gạch. Khi đẩy cánh cửa gỗ bên ngoài bước vào, đầu tiên là phải đi qua một cái sân nhỏ. Khi kể lại câu chuyện thì anh chàng cảnh sát trẻ này đã hình dung lại cảnh tượng mình bước vào sân. Anh đã nhìn thấy một cơn lốc nhỏ cuốn theo những chiếc lá rơi trên mặt đất, xung quanh dường như bao trùm bởi âm khí. Anh chàng cảnh sát mới hét lớn lên: "Có ai ở nhà không?" Nhưng cũng không một ai trả lời và trong nhà cũng không bật sáng đèn. Khi họ cố gắng đẩy cửa bước vào nhà thì phát hiện phía sau cánh cửa gỗ đã bị vật gì đó
kẹt lại không mở được. Lúc này lực lượng công an cơ quan đã đến hỗ trợ hiện trường. Họ có hỏi thăm người dân xung quanh về tình hình ngôi nhà này. Thì ra nguyên chủ sống trong ngôi nhà này đã bỏ trốn đến Đài Loan trước khi giải phóng rồi. Chủ căn nhà này hiện tại là một người đàn ông họ Diệp, chuyển từ Hà Bắc lên Thượng Hải để làm việc, cùng với người vợ khuyết tật, một người con trai và một người con gái. Cảnh sát trẻ và viên cảnh sát lớn tuổi không đẩy được cánh cửa gỗ nên đã đập vỡ cửa kính kế bên rồi cùng nhau nhảy vào nhà. Khi vào đến bên trong, họ phát hiện dưới chân mình ướt nhẹp. Vừa bật đèn pin trên tay để soi sáng thì cảnh tượng lúc đó đã khiến họ phải hoảng hốt. Phát hiện dưới chân mình đang giẫm phải rất là nhiều máu, một vũng máu lớn trải dài, cả căn phòng đều ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc. Điều kỳ lạ là với lượng máu nhiều như vậy tại hiện trường thì ước tính có rất nhiều người đã thiệt mạng. Nhưng sau khi tìm kiếm, họ không tìm thấy bất kỳ một thi thể nào, thậm chí cũng không một bóng dáng khả nghi. Khi pháp y đến hiện trường, nhìn vào lượng máu trên sàn, suy đoán rằng với lượng máu ở hiện trường thì ít nhất là của 6 người. Nhưng kỳ lạ là, nghe hàng xóm nói trong nhà này chỉ có 4 người đang sinh sống mà thôi. Cho dù không may cả 4 người đều bị thiệt mạng, cộng thêm hung thủ nữa thì cùng lắm chỉ có 5 người. Tại sao lượng máu lại có thể nhiều tới như vậy? Điều khó hiểu nhất là người hàng xóm kể với cảnh sát rằng từ vài tháng trước, bà chủ nhà đã cùng hai đứa trẻ trở về nhà ngoại rồi, còn ông Diệp cũng đã vắng mặt suốt mấy ngày nay. Và người đã gọi cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát đầu thú đó cũng đã biến mất một cách bí ẩn. Vì công nghệ lúc đó chưa được tiên tiến như ngày nay, nên cuối cùng cũng không thể truy tìm ra được rốt cuộc ai là người đã gọi đến cuộc điện thoại đó, cuộc điện thoại đó đã gọi đến từ đâu. Nên vụ này đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Để tìm ra sự thật thì cảnh sát cũng đã đến quê hương của bà chủ nhà. Nhưng người dân xung quanh ở quê đều nói rằng bà chủ và hai đứa con vẫn chưa quay về. Còn ông Diệp chủ nhà thì quả thật đã không thấy xuất hiện sau khi điều tra. Điều đó có nghĩa là cả gia đình 4 người họ ở căn biệt thự nhà họ Lâm số 37 đó đều biến mất cùng nhau. Căn biệt thự rùng rợn đốt dẫn người. Vào khoảng 1 tháng sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã nhận được tình báo từ một người hàng xóm của căn biệt thự rằng nhiều đứa trẻ đã phát hiện cửa của căn biệt thự số 37 đó được mở toang khi chúng đi ngang sau giờ học. Và chắc các bạn cũng biết là khi mà hiện trường xảy ra một vụ án nào đó thì thường sẽ được dán một dãy băng màu vàng để ngăn chặn người ngoài xâm nhập vào trong. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao cánh cửa của căn biệt thự này lại được mở sau khi vụ việc xảy ra? Chẳng lẽ chủ nhân của ngôi nhà mất tích bấy lâu nay đã trở về hay sao? Hay là đã có trộm đột nhập vào nhà? Để làm rõ vụ việc thì đội điều tra lại tiếp tục hành động. Trong đó có anh chàng cảnh sát trẻ. Lần thứ hai anh chàng cảnh sát trẻ này bước vào căn biệt thự, một chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Họ phát hiện trên sàn nhà lại tiếp tục trải đầy máu người, pha lẫn giữa hai màu đen và đỏ. Lúc này họ nghe thấy tiếng trẻ em cười đùa từ tầng 2 vang xuống, nên họ đã nhanh chóng chạy lên để kiểm tra. Vừa bước lên thì phát hiện trên tầng 2 hoàn toàn không có một bóng người, ngoại trừ một chiếc xe hơi đồ chơi trẻ em. Nhưng anh chàng cảnh sát trẻ này lại nhớ rõ mồn một là ban đầu món đồ chơi này được đặt ở tầng trệt, sao bây giờ nó lại xuất hiện ở trên tầng 2? Sau khi quay trở về đồn cảnh sát thì anh chàng cảnh sát trẻ này đã báo cáo lại sự việc. Mọi người đều cảm thấy sự việc này vô cùng kỳ lạ, giống như là một việc siêu nhiên hơn. Không có bằng chứng xác thực nên cũng không thể tiếp tục điều tra nữa. Nhưng khoảng 10 ngày sau, một số người hàng xóm xung quanh căn biệt thự đó lại báo với cảnh sát rằng đêm qua họ nhìn thấy tầng 2 của căn biệt thự số 37 này có ánh đèn sáng lên. Lần này thì đội trưởng đội điều tra đã lên tiếng, ông cho rằng đây chắc chắn không phải là một hiện tượng siêu nhiên gì cả. Có thể nơi này đã bị một số gián điệp, điệp viên nào đó dùng để làm căn cứ hợp mặt, nên đã quyết định điều động thêm lực lượng cảnh sát, mang thêm vũ khí đến hiện trường thay phiên nhau canh gác bên ngoài. Đêm hôm đó thời tiết u ám và lạnh lẽo, đội cảnh sát điều tra rình rập quanh căn biệt thự số 37 đó chờ đợi kẻ tình nghi xuất hiện. Khi đợi đến rạng sáng thì đèn trên tầng 2 bỗng dưng bật sáng đúng như dự đoán của họ. Nhưng nó trông giống như là một ngọn lửa đang cháy hơn là ánh sáng của một ngọn đèn. Cảnh sát dẫn đầu đội lúc đó đã ra hiệu vào nhà để kiểm tra, trong đó có anh chàng cảnh sát trẻ.
Lúc này thì bắt đầu một câu chuyện rùng rợn khác đã xảy ra. Sau khi vào nhà thì họ phát hiện toàn bộ vết máu trên sàn đã biến đi đâu mất rồi. Khi họ bước tiếp lên tầng 2 để kiểm tra, người đi trước là viên cảnh sát lớn tuổi họ Hoàng. Vừa bước lên tới tầng 2, ông đột nhiên quay lại nhìn anh chàng cảnh sát trẻ đang đi phía sau mình với vẻ mặt rất là sợ hãi, không thốt lên lời. Anh chàng cảnh sát trẻ bước lên phía trước nhìn thì vô cùng bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Tầng 2 lúc đó vô cùng sáng, dù họ không bật đèn pin nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Sảnh trên tầng 2 rất rộng, bên trong có một cái bàn ăn lớn. Điều rùng rợn là trên bàn ăn đó có một cánh tay khá là trắng trẻo với những giọt máu đang nhỏ lởm tởm xuống sàn nhà. Lúc này có một viên cảnh sát đi sau cùng đột nhiên hét lớn lên, "Có ma!" Anh chàng cảnh sát trẻ nhanh chóng quay đầu lại thì phát hiện hình như có vật gì đó đang kéo viên cảnh sát đi cuối cùng về phía sau. Và anh chàng cảnh sát đó đang lộ ra vẻ mặt vô cùng là sợ hãi. Lúc này thì anh chàng cảnh sát trẻ sợ hãi đến mức tay chân bủng rủng. Cũng ngay lúc đó thì trong nhà bỗng vang lên tiếng của máy phát thanh cổ và tiếng cười đùa của trẻ con. Rồi đột nhiên toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Đội cảnh sát mai phục ở bên ngoài đợi khoảng 10 phút vẫn không thấy họ đi ra và cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì nên cũng đã ập vào nhà. Thì họ phát hiện viên cảnh sát đi theo cuối cùng lúc nãy đã mất tích. Trong 3 viên cảnh sát đi cùng vào nhà khám xét chỉ còn lại 2 người là anh cảnh sát trẻ và viên cảnh sát lớn tuổi họ Hoàng đi đầu. Khi quay trở về đồn cảnh sát, anh chàng cảnh sát trẻ nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Anh chỉ nhớ khoảnh khắc đèn tắt và khi người bên ngoài xông vào, anh đã nhìn thấy một cái bóng màu đỏ lóe lên trước mắt, rồi viên cảnh sát đi cuối đột nhiên hét lên, rồi dần bị kéo lùi về phía sau. Khi mọi người xông vào, lúc đó chỉ còn nhìn thấy viên cảnh sát lớn tuổi đi đầu họ Hoàng, còn viên cảnh sát đi cuối dường như đã bốc hơi, biến mất trong không khí. Mặt khác, sau khi tiến hành điều tra và khám xét xung quanh căn biệt thự, cảnh sát đều không phát hiện trong nhà có mật thất nào, nên việc viên cảnh sát đi cuối đó bị bắt giam đâu đó trong căn biệt thự là chuyện không thể. Vì sự việc này còn nhiều vấn đề khó lý giải tồn tại, nên vụ án này lại lần nữa bị gác qua một bên. Sau đó thì viên cảnh sát đó cũng đã được cho là đã qua đời trong lúc thi hành công vụ và không ai xử lý nữa. Vậy rốt cuộc là lượng máu khủng đêm hôm đó tại hiện trường đã biến đi đâu mất rồi? Và cả gia đình nhà họ Diệp đã đi đâu? Người gọi điện đến đồn cảnh sát đầu thú ban đầu là ai? Vì sao lại biệt vô âm tín? Và tại sao viên cảnh sát đi sau cùng đó lại đột nhiên biến mất? Những người có liên quan tham gia điều tra vụ án này cũng đã xin điều chuyển đơn vị công tác. Và viên cảnh sát lớn tuổi họ Hoàng dẫn đầu đội vào nhà đêm hôm đó cũng đã xin nghỉ hưu sớm vì tinh thần không ổn định. Chỉ còn lại duy nhất anh chàng cảnh sát trẻ vẫn ở lại chức vụ. Và để tránh gây hoang mang dư luận trong xã hội, trưởng đồn cảnh sát đã nghiêm cấm những người có tiếp xúc với sự việc tối hôm đó kể lại cho người khác nghe những chuyện đã xảy ra. Nhưng hóa ra sự việc vẫn chưa kết thúc. Diệp Tiên Quốc, chủ nhân căn biệt thự đã lộ diện. 2 năm sau, vào mùa đông năm 1958, có người báo với cảnh sát đến bắt những phần tử phản cách mạng. Trong đó có một người họ Hứa là một thợ sửa đồ da. Sau khi cảnh sát điều tra, xác định thợ sửa đồ da họ Hứa này là thành viên của Nhất Quán Đạo. Đây là một tổ chức tư nhân bí mật, phong kiến và mê tín. Mình nghĩ rằng những người sinh sau thập niên 70 có thể chưa nghe nói đến. Nhưng đối với những người Trung Quốc sinh vào thập niên 50 và 60, thường biết rằng Nhất Quán Đạo đã bị chính phủ cấm vào những năm 1950 và bị đàn áp một cách dã man, giống như là Pháp Luân Công ngày nay. Người ta nói rằng vào thời điểm này trong tổ chức Nhất Quán Đạo có rất là nhiều người có phép thuật, chẳng hạn như là vẽ bùa chúa và dùng chúng để chữa bệnh vân vân. Và rồi mấu chốt của câu chuyện nằm ở đây. Cảnh sát tìm thấy danh sách những người có trong tổ chức khi điều tra người thợ sửa đồ da họ Hứa. Trong đó xuất hiện với cái tên Diệp Tiên Quốc, chủ nhân của căn biệt thự số 37. Điều này lại khiến sự việc kỳ lạ xảy ra ở căn biệt thự số 37 vốn yên lặng suốt 2 năm qua lần nữa bị khơi dậy.
Người thợ sửa đồ da họ Hứa đó đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối rất là quan trọng. Đó là trong một tháng sau khi vụ việc kỳ lạ xảy ra ở căn biệt thự số 37, anh đã từng gặp chủ nhân của căn biệt thự là ông Diệp Tiên Quốc. Anh ấy còn nói thêm rằng, thực ra anh ấy đã biết ông Diệp Tiên Quốc từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó còn là thời trị vì của Hoàng đế Quang Tự vào cuối triều đại nhà Thanh năm 1924. Lúc này cảnh sát bối rối vì trên chứng minh thư của ông Diệp Tiên Quốc có ghi rõ năm sinh là 1933. Thì làm sao ông thợ đồ da họ Hứa đó có thể quen biết được ông Diệp Tiên Quốc vào năm 1924 được? Nhưng người thợ sửa đồ da họ Hứa đó luôn khăng khăng khẳng định và thề đọc rằng anh đã thực sự gặp ông Diệp Tiên Quốc ở quê hương tỉnh Hà Nam vào năm 1924. Và lần cuối cùng anh nhìn thấy ông Diệp Tiên Quốc là ở chùa Phật Ngọc sau một tháng vụ việc xảy ra ở căn biệt thự số 37, tức là vào tháng 11 năm 1956. Sau đó thì cảnh sát đã hỏi tiếp ông Diệp Tiên Quốc đã nói gì với anh khi gặp nhau, địa vị của ông ấy trong hội Nhất Quán Đạo là gì. Thì thợ sửa đồ da họ Hứa đã trả lời: thật ra Diệp Đại Hộ Pháp đã sớm rời khỏi tổ chức rồi, tôi chỉ tình cờ gặp ông ấy và chào hỏi vài câu thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng sau nhiều năm không gặp thì ông ấy lại thật sự không già đi chút nào cả. Thật ra ông ấy lớn tuổi hơn tôi nhiều. Khi gặp lại ông ấy tôi ngạc nhiên, ông ấy còn trẻ hơn cả tôi nữa. Thật sự là không tin vào mắt mình luôn. Nhưng vì thấy nốt ruồi trên mặt ông Diệp Tiên Quốc mà tôi mới nhận ra đúng là ông ấy rồi. Lời nói của thợ đồ da họ Hứa này khiến vụ án vốn đã kỳ lạ nay càng trở nên kỳ lạ hơn. Liệu câu chuyện ở căn biệt thự số 37 này có liên quan đến Diệp Tiên Quốc hay không? Người thợ sửa đồ da họ Hứa đó vừa mở miệng đã gọi Diệp Tiên Quốc là Diệp Đại Hộ Pháp. Ông ta rốt cuộc là ai? Và thật sự ông ta sinh vào năm nào? Người biết chuyện duy nhất bỗng dưng cũng thiệt mạng. Đúng một tháng sau, người thợ sửa đồ da họ Hứa đột ngột qua đời trong trại giam. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Một người cung cấp thông tin quan trọng trong vụ này đã đột ngột qua đời trong trại tạm giam. Ba tù nhân ở cùng trại giam với anh ấy đều đồng thanh kể lại rằng, trước một đêm anh ấy đột ngột qua đời, anh đã có hành động vô cùng là kỳ lạ. Anh ấy hướng mặt với bức tường, thì thầm nói khẽ, rồi lại có biểu cảm như thể đang tranh cãi, rồi như đang cầu xin, khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy khó hiểu. Nhưng họ đều cho rằng anh ấy có thể tâm thần bất ổn nên cũng đành mặc kệ. Không ngờ ngày hôm sau khi họ tỉnh dậy thì phát hiện anh ấy đã qua đời. Nhưng lúc chết, anh ấy vẫn đang ngồi quay mặt vào tường. Điều kỳ lạ là sắc mặt vẫn hồng hào, không giống như là người đã chết đột ngột chút nào. Ngoài ra thì pháp y cũng không tìm thấy bất kỳ vết thương nào trên cơ thể anh ấy và cũng không có dấu hiệu bị ngộ độc. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy có một dòng chữ lạ trên tường nơi mà anh ấy đối mặt trước khi qua đời. Nó trông giống như là bùa chú với những ký tự kỳ lạ. Không ai có thể hiểu và giải nghĩa được nó. Và cũng không lâu sau đó thì những dòng chữ đó cũng đột nhiên biến mất. Đội điều tra năm đó vẫn không bỏ cuộc, họ quyết tâm tìm ra được chân tướng về ông Diệp Tiên Quốc kỳ lạ này. Họ đã tiến hành điều tra tất cả hồ sơ về Diệp Tiên Quốc, mới giật mình phát hiện ra rằng cha của Diệp Tiên Quốc cũng tên là Diệp Tiên Quốc, nhưng không có hồ sơ tử vong nào của ông. Vậy người mà thợ sửa đồ da họ Hứa đó quen biết là cha của Diệp Tiên Quốc hay là chính Diệp Tiên Quốc đây? Bởi vì theo như mô tả của người thợ sửa đồ da họ Hứa thì khi gặp ông Diệp Tiên Quốc vào năm 1924, ông đã ở độ tuổi 40. Đến năm 1956, ông lẽ ra phải là một ông già 70 mấy tuổi mới phải, chứ tuyệt đối không thể nào trông như một thanh niên được. Nhưng dựa theo năm sinh của ông Diệp Tiên Quốc thì chỉ mới ngoài 30 tuổi mà thôi. Nhận thấy sự việc này, ngày càng nhiều điều bí ẩn. Đội điều tra quyết định đầu tiên ra lệnh truy nã ông Diệp Tiên Quốc, mặt khác là cử người đến quê hương của người thợ sửa đồ da ở tỉnh Hà Nam. Dựa vào hồ sơ và dữ liệu thì cảnh sát khẳng định rằng cha của ông Diệp Tiên Quốc quả thật cũng là cái tên Diệp Tiên Quốc. Nhưng thêm một điều kỳ lạ nữa là ông nội của Diệp Tiên Quốc cũng là cái tên Diệp Tiên Quốc. Nói một cách khác, tổ tiên của ông ấy ba đời đều có cùng một cái tên là Diệp Tiên Quốc. Nhưng các bạn có cùng thắc mắc giống như mình không? Làm sao lại có gia đình nào lạ lùng đến mức lại đặt cho con cháu mình cùng tên với mình? Hết đời con
rồi lại tới đời cháu. Và thêm một điều vô lý là cả ba người tên Diệp Tiên Quốc này đều không hề có hồ sơ tử vong. Trừ khi ba người tên Diệp Tiên Quốc này từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Thi thể vợ con chủ nhà đã được tìm thấy và ông chủ nhà Diệp Tiên Quốc làm dị nhân. Vào thời điểm đó thì khu vực nơi căn biệt thự nhà họ Lâm số 37 đang bị chính phủ quy hoạch lại, nên căn biệt thự đó cũng đang bị tháo dỡ. Ngay lúc họ chuẩn bị phá bỏ căn biệt thự thì các công nhân xây dựng đã đào ra một cái lu lớn dưới lòng đất sâu tầm 3 mét ở khu vườn nhỏ sau nhà. Trong cái lu có chứa 3 thi thể là bà chủ nhà và hai đứa con của ông Diệp Tiên Quốc mà đã mất tích 2 năm trước. Người ta cho rằng ông Diệp Tiên Quốc, tức là chủ nhà đã mất tích, rất có thể là kẻ đã sát hại vợ con mình. Sau đó thì cái tên Diệp Tiên Quốc cũng đã trở thành cái tên được truy nã cấp A khắp Trung Quốc. Mặc dù là thi thể của bà chủ nhà và những đứa trẻ đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn rất là nhiều bí ẩn xung quanh chưa được giải đáp. Như là viên cảnh sát đi theo sau cùng đã bị mất tích, cuối cùng đã đi đâu? Làm thế nào mà tất cả những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà này lại xảy ra? Những điều này chỉ có thể được giải quyết từng cái một sau khi Diệp Tiên Quốc bị bắt mà thôi. Và 2 tuần sau đó, có người đã gọi báo cảnh sát rằng đã trông thấy ông Diệp Tiên Quốc xuất hiện gần núi Long Hồ, tỉnh Giang Tây. Và thế là đội điều tra đã ập đến bắt được ông Diệp Tiên Quốc đưa về hỗ trợ điều tra. Ông đã được nhốt ở phòng giam đặc biệt và chờ thẩm vấn. Nhưng trong suốt quá trình được áp giải về Thượng Hải, ông Diệp Tiên Quốc giống như một gã tâm thần. Từ đầu đến cuối không nói nên một lời, thậm chí là một hạt gạo cũng không ăn, một giọt nước cũng không uống. Bất kể cảnh sát hỏi gì, ông chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt đờ đẫn. Nên cảnh sát cũng đành sắp xếp ông đi điều trị tâm thần. Ông Diệp Tiên Quốc đã bị kéo đi chẩn đoán tâm thần ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong quá trình chụp X-quang, người ta tá hỏa phát hiện ra trong đầu ông hoàn toàn không có sự tồn tại của não bộ. Cùng lúc đó, báo cáo pháp y về khám nghiệm tử thi vợ con ông cũng được công bố, cho thấy thi thể của vợ con ông đều không có dấu hiệu bị phân hủy. Hoàn toàn trông giống như người còn sống, da dẻ cũng rất là hồng hào, không hề giống như là một cái xác chết đã được hơn 2 năm. Cuối cùng thì cảnh sát đã không còn cách nào khác, nên đã sắp xếp để ông Diệp Tiên Quốc quay trở lại căn biệt thự số 37 tái diễn lại vụ án. Nhưng lúc này thì căn biệt thự đã bị phá bỏ và đã biến thành một bãi đất hỗn độn. Khi đến nơi thì ông Diệp Tiên Quốc đột nhiên bật cười, một kiểu cười rất là quái dị, khiến cho con người ta rùng mình. Khi tiếng cười được vang lên thì xung quanh ông đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Anh chàng cảnh sát trẻ lúc đầu cũng có mặt tại hiện trường cho biết, thật ra anh muốn đi vào trong màn sương mù đó để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi anh bước đến gần, phát hiện trong sương mù có rất nhiều ánh sáng vàng rực rỡ, lờ lửng trên không trung. Những ánh sáng vàng đó trông giống như là bùa chúa và như có một lực cản khiến anh không thể nào bước đến gần hơn nữa. Khi sương mù tan đi, ông Diệp Tiên Quốc cũng biến mất. Ba cảnh sát đi cùng thì cũng đã bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì ba cảnh sát đi cùng cho biết, khi nhìn thấy sương mù xuất hiện, họ đã dùng súng giữ lại ông Diệp Tiên Quốc để ngăn cản ông ta trốn thoát. Nhưng lúc này họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng là kinh hoàng, đó chính là căn biệt thự số 37 đã bị phá hủy trước đó, lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ, rồi lại được chuyển cảnh vào phòng khách. Sau đó những tiếng cười đùa của trẻ con từ tầng 2 vang xuống, rồi ông Diệp Tiên Quốc bay vào tường như một cơn gió và biến mất. Nhìn thấy vậy họ đã lập tức bắn vào tường. Nhưng bên trong bức tường đó lại có một cái lực rất là mạnh khiến họ bất tỉnh ngay lập tức. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện rồi. Những lời nói trên quả thật không có cơ sở khoa học, cho dù là từ miệng của những viên cảnh sát hình sự nói ra cũng khó mà thuyết phục được mọi người. Cuối cùng thì đội điều tra đã xử lý việc kỳ lạ này như một vụ án giết người. Trong hồ sơ chính thức có ghi chép lại rằng ông Diệp Tiên Quốc là hung thủ đã giết vợ con mình, sau đó là tự sát vì danh tính gián điệp của mình bị bại lộ. Vậy rốt cuộc là ông Diệp Tiên Quốc là một người như thế nào? Tại sao lại giống như có phép thần thông như vậy? Có người cho rằng
ông là một trong những người tu theo đạo giáo và trở thành trường sinh bất tử. Có lẽ ông Diệp Tiên Quốc mà mọi người nhìn thấy lúc đó hoàn toàn không phải là một người đàn ông ngoài 40 tuổi nữa, mà là một người bất tử đã sống từ rất lâu rồi. Điều này cũng có thể lý giải tại sao ông nội, cha ông và ông lại có cùng một cái tên, bởi vì về cơ bản họ là cùng một người. Ngoài ra, nó cũng có thể giải thích tại sao khi thợ sửa đồ da họ Hứa gặp lại ông Diệp Tiên Quốc sau nhiều năm, ông không hề có dấu hiệu già đi. Ngoài ra thì còn có người nghi ngờ rằng vợ con ông Diệp Tiên Quốc chắc chắn đã cùng anh tu luyện được phép trường sinh bất tử hoặc là một cái phép gì đó. Đó là lý giải vì sao qua đời sau 2 năm nhưng thi thể của họ không bị thối rữa. Một số người khác lại cho rằng ông Diệp Tiên Quốc có thể không thật sự biến mất, mà ông ấy đã bước vào một chiều không gian khác mà thôi. Nhưng còn việc mà viên cảnh sát hình sự mất tích và người thợ sửa đồ da họ Hứa đó vì sao lại đột tử trong trại giam, đến giờ vẫn chưa có ai lý giải được điều này. Còn có một điều kỳ lạ nữa là sau khi chụp X-quang cho ông Diệp Tiên Quốc, nếu phát hiện ra ông là một người không có não bộ, chuyện kỳ lạ như vậy nhưng tại sao chưa hề được giới truyền thông đưa tin? Và nếu như thật sự ông không có não bộ thì việc đầu tiên không phải là nên bắt ông đem đi nghiên cứu liền hay sao? Và câu chuyện kỳ lạ này sau đó được lan truyền rộng rãi và được chọn là một trong 10 chuyện siêu nhiên kinh dị hàng đầu ở Trung Quốc. Và khu vực của căn biệt thự số 37 này sau đó đã được xây dựng lại thành ký túc xá lớn cho công nhân với sức chứa 20.000 hộ gia đình ở Thượng Hải như bây giờ. Và câu chuyện ngày hôm nay mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn cũng thích series kể chuyện tô mì gói nửa đêm của Hỷ Khí Dương Dương thì hãy bấm like, share và comment để cho mình có thêm động lực tìm hiểu thêm nhiều câu chuyện phiên dịch lại và kể cho các bạn nghe nha. Các bạn có thể nêu ý kiến cá nhân của mình dưới phần comment hoặc là gợi ý cho mình thêm nhiều câu chuyện kinh dị mà các bạn muốn nghe khác dưới phần comment nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.